Đây là gấp cái đầu trên của con cá sấu, hai miếng gấp lại cái màu tím ở phía trên, màu trắng ở phía dưới. Rồi cái chỗ màu trắng là mình bằng ngang ha, mình đẩy xuống. Biết cho các cái khớp này nó khớp này nha. Rồi đây. Rồi kéo này lên. Kéo này lên. Nó khá cứng. Để nó nhớ luôn mà nhớ. Cái này hở nha, hở đây giống cái răng. Cái này là cái phần phần trên nó sẽ cái phần này sẽ tiến hành cưỡng chế để bàn giao mặt bằng sạch cho dự án tái định cư Sân bay 16 tỷ đồng. Đây, đây. Đây còn chơi. Ah.